Một cá thể bò tót nặng khoảng 700 kg, sống trong khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã chết, nghi do già yếu. Ngày 11 tháng 4, khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai khu bảo tồn cho biết một cá thể bò tót đang sinh sống trong khu bảo tồn đã chết. Theo khu bảo tồn, trước đó vào ngày 9 tháng 4, khi tuần tra kiểm soát rừng tại khoảnh 7, tiểu khu 156 địa giới hành chính thuộc ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, kiểm lâm khu bảo tồn phát hiện cá thể bò tót trên có dấu hiệu kiệt sức do già yếu. Khu bảo tồn đã tổ chức lực lượng bảo vệ, ngăn ngừa kẻ xấu xâm hại, đồng thời theo dõi đường di chuyển của các thể bò tót này và tuyên truyền cho người dân biết để tránh xảy ra xung đột. Đến sáng 11 tháng 4, cá thể bò tót trên đã chết tại khoảnh 4, tiểu khu 156. Ngay sau đó, khu bảo tồn đã báo cho các lực lượng liên quan để tiến hành khám nghiệm. Cá thể bò tót chết này là giống đực, nặng khoảng 700 kg, thân có lông màu đen, 4 chân lông màu trắng. Hiện khu bảo tồn xin tiêu hủy phần da, thịt, nội tạng, còn xương và đầu giữ làm tiêu bản. Like và follow để theo dõi tin nóng hàng ngày.